Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là những đối tượng có sức đề kháng còn rất yếu, nên việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 luôn được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm và cân nhắc. Tuy nhiên, mối lo lắng này đã phần nào được giải tỏa trong một báo cáo mới đây. Các chuyên gia của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA đã chỉ ra rằng họ không thấy có bất kỳ quan ngại nào về mức độ an toàn trong việc tiêm vaccine Pfizer cho trẻ dưới 5 tuổi. Ngày 12 tháng 6, giới chức cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ FDA cho hay vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech đã hiệu quả và an toàn đối với trẻ từ 6 tháng tuổi đến 4 tuổi. FDA công bố bản phân tích dữ liệu của thử nghiệm lâm sàng vaccine của Pfizer trước thêm cuộc họp nhóm cố vấn bên ngoài FDA dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 6. Những khuyến nghị của nhóm cố vấn này sẽ là cơ sở để FDA đưa ra quyết định trong việc cấp phép tiêm vaccine của Pfizer cho trẻ dưới 5 tuổi. Các chuyên gia của FDA cho biết, những dữ liệu sẵn có cho thấy vaccine phòng COVID-19 của Pfizer, BioNTech với liệu trình 3 mũi có hiệu quả trong việc phòng COVID-19 đối với nhóm trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi. FDA đã thực hiện một phân tích dữ liệu đối với vaccine của Pfizer dựa trên 10 ca mắc COVID-19 có triệu chứng vào thời điểm biến thể Omicron là chủ đạo. Kết quả cho thấy vaccine của Pfizer đạt hiệu quả lên tới 80,3% đối với trẻ dưới 5 tuổi. Giới chức Mỹ cho biết, việc đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi ở mức thấp, song sẽ tăng một khi các nhà quản lý cấp phép tiêm loại vaccine này cho trẻ. Trước đó, ngày 11 tháng 6, FDA đã công bố đánh giá vaccine phòng COVID-19 của hãng Moderna ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Theo đó, hiệu quả phòng bệnh COVID-19 có triệu chứng của vaccine này ở nhóm trẻ từ 6 tháng đến dưới 2 tuổi là 51% và ở nhóm từ 2 đến 5 tuổi là 37% hầu hết các nước trên thế giới vẫn chưa cấp phép tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 6 tuổi. Hiện nhu cầu tiêm vaccine cho trẻ dưới 5 tuổi vẫn còn thấp. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến triển khai tiêm chủng cho trẻ nhỏ sớm nhất vào ngày 21 tháng 6 nếu FDA cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cấp phép tiêm vaccine của Pfizer cho nhóm đối tượng này. Mặc dù tại Việt Nam, việc tiêm vaccine cho trẻ dưới 5 tuổi cũng chưa được triển khai, nhưng kết quả của nghiên cứu trên sẽ phần nào khiến các bậc phụ huynh yên tâm hơn trong trường hợp kế hoạch tiêm phòng COVID-19 cho nhóm tuổi này được thực hiện.